Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp tăng cường hiệu quả, giảm chi phí sản xuất cho người nông dân, mà còn góp phần xây dựng thành công thương hiệu nông sản Việt. Đây cũng được xem là chìa khóa để nông nghiệp phát triển bền vững. Việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hiện đang làm thay đổi diện mạo của nhiều hợp tác xã. Các sản phẩm từng bước được nâng cao chất lượng mẫu mã, từ đó dễ dàng tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Hiện cả nước có hơn 52% hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chế biến sâu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất tập trung và chuyên canh theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, kết hợp phát triển kinh tế nông nghiệp và dịch vụ du lịch, áp dụng sáng tạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ cao. Theo kết quả tổng hợp sơ bộ, tổng sản lượng lúa vụ đông xuân 2023-2024 ở đồng bằng sông Cửu Long ước đạt hơn 10,8 triệu tấn, năng suất đạt trên 7,2 tấn một hecta. Có được kết quả trên là nhờ việc triển khai áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất ngày càng tiến bộ, giúp cho khoảng cách giữa khu vực có năng suất thấp nhất và khu vực cao nhất dần thu hẹp lại. Không còn sự chênh lệch lớn giữa các cánh đồng, chứng tỏ ngành lúa gạo ngày càng được chuyên nghiệp hóa. Như vậy, nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang cùng áp dụng quy trình canh tác khoa học, sử dụng cùng các nhóm giống trong cùng điều kiện khí hậu trên diện tích lớn. Năm 2024, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng không kém thời điểm 2015-2016. Tuy nhiên, nhờ xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp mà vụ đông xuân năm nay cây lúa được cấp nước, nuôi dưỡng đúng thời điểm, đúng cách, sản lượng vượt trội so với mức trung bình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có quyết định số 431 phê duyệt đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, diện tích cây công nghiệp chủ lực như cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, dừa cả nước đạt từ 2,1 đến 2,3 triệu hecta. Mặc dù là nước có nhiều lợi thế để phát triển cây công nghiệp, tuy nhiên việc phát triển các cây công nghiệp chủ lực vẫn còn những hạn chế, thách thức như sản xuất vẫn còn manh mún, không theo quy hoạch, chạy theo thị trường dẫn đến tình trạng được mùa rớt giá. Bên cạnh đó, sản phẩm chủ yếu vẫn ở dạng thô, liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm, nhà khoa học còn yếu và lỏng lẻo, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất chưa nhiều, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao và giá trị gia tăng thấp. Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 với những giải pháp nhằm phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành nông lâm thủy sản, hiệu quả sản xuất, đời sống dân cư nông thôn và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, các địa phương cần xác định vùng sản xuất cây công nghiệp chủ lực trong phương án quy hoạch, rà soát diện tích trồng cây công nghiệp chủ lực, nhất là cây cà phê và hồ tiêu, trên những vùng đất không phù hợp, kém hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm có thị trường tiêu thụ với giá trị cao hơn. Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nhưng cũng là một trong các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, hiện nay nhiệt độ trái đất tăng bình quân hàng năm là 0,5 độ C, mà theo các nhà khoa học cho biết, nếu nhiệt độ tăng 1 độ C thì sản lượng lương thực sẽ giảm đi tương đương 10%. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng, Việt Nam nói chung, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước nói riêng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu nói chung, hiện tượng El Nino nói riêng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống của nhân dân một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, đã đặt ra vấn đề đòi hỏi việc phát triển nông nghiệp phải theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã định hướng các địa phương chuyển sang sản xuất thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực. Thực tế ở nước ta từ lâu đã áp dụng những mô hình kinh tế tuần hoàn từ hình thức giản đơn nhất là vườn ao chuồng, hay như tại nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình sản xuất lúa thơm, tôm sạch, xen canh cá lúa, xen canh tôm cua được triển khai hiệu quả.
Ưu điểm của các mô hình này là hạn chế tối đa về sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, nâng cao sản lượng sản phẩm. Tại huyện Phước Long là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn của Bạc Liêu. Nông dân ở đây vừa thu hoạch xong lúa với niềm vui nhân đôi, vừa được mùa vừa trúng giá. Gia đình ông Trương Văn Tự có 3 hecta, thu hoạch được gần 1.000 dạ lúa, năng suất bình quân trên 6 tấn một hecta. Với vùng sản xuất tôm lúa, năng suất đạt như vậy là rất cao. Đặc thù nuôi tôm thì tới cái vụ cận Tết này á, là thường thường tôm nó hết vụ, là nông dân ăn Tết rất là eo hẹp. Rồi sau khi được trồng lúa thì trong đến ngày thu hoạch lúa thì hàng năm á, nó dựa theo cái thu hoạch lúa năm nay á, thì nông dân nó được mùa trúng lúa, thành ra là nông dân rất là phấn khởi. Là mai nay thì lúa này trúng, lúa năm nay cái giống này nó phù hợp với cái đất ở đây. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Phước Long, vụ lúa trên đất tôm nhìn chung khá thuận lợi. Mặc dù hạn hán xâm nhập mặn vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 có diễn biến tác động mạnh, tuy nhiên với nhiều giải pháp của ngành nông nghiệp để bảo đảm sản xuất thì năm 2024, huyện Phước Long đã xuống giống lúa trên đất tôm gần 14.000 hecta, chủ yếu là ST24, ST25 đã được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Thì đến thời điểm này thì phần lớn diện tích đã thu hoạch sạch. Thì nhìn chung thì cái vụ mùa năm nay thì cũng phải nói là nó rất là đạt so với nhu cầu. Mô hình sản xuất tôm lúa được thực hiện tại huyện Phước Long từ năm 2001. Từ khi thực hiện mô hình này, đời sống người nông dân có sự chuyển biến rõ rệt. Hiện tại huyện Phước Long cùng với các địa phương khác có mô hình tôm lúa của tỉnh Bạc Liêu đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị. Trong đó xây dựng phát triển mô hình tôm sạch lúa an toàn theo quy trình hữu cơ, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Còn tại xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã áp dụng mô hình nuôi xen canh tôm sú, tôm càng xanh và cua biển trong vụ từ năm 2020 đến nay, là một trong những hộ tham gia sản xuất mô hình xen canh tôm cua với diện tích hơn 4 hecta. Mỗi năm gia đình ông Phạm Văn Tâm thu về lợi nhuận hơn 400 triệu đồng. Không chỉ có ông Tâm mà hầu hết nông dân ở huyện An Minh áp dụng mô hình nuôi xen canh 3 loài thủy sản trên trong vụ tôm chính vụ, kết hợp với cho ăn kèm thức ăn hoặc ốc hến và sử dụng chế phẩm sinh học đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với mô hình nuôi trước đây. Ứng dụng mà hạt sinh học này nè, thấy xài con tôm thấy nó cũng có mồi nó ăn, với nó nước đồ nó đẹp, nó cũng nhanh lớn á. Với phần thả cái lượng nó hơi dày thì cũng có kết hợp với thức ăn công nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, mô hình sản xuất tôm lúa kết hợp với một số loài thủy sản là loại hình nuôi trồng có thế mạnh ở vùng U Minh Thượng của tỉnh, gồm các huyện như An Minh, An Biên, U Minh Thượng. Các địa phương này có đóng góp rất lớn vào sản lượng thủy sản của tỉnh. Tuy nhiên mô hình cũng gặp một số khó khăn do sự bất lợi của thời tiết, quy trình, kỹ thuật nuôi cũng như đầu ra sản phẩm bởi yêu cầu kỹ thuật và cũng như chất lượng sản phẩm tương đối cao. Huyện An Minh cũng đã được Bộ Nông nghiệp đầu tư cái trung tâm logistics xây dựng cái vùng tôm lúa đạt chứng nhận quốc tế, và hiện nay thì cũng đã từng bước sản xuất theo lúa đạt chứng nhận hữu cơ, và tôm thì cũng đã liên kết với tập đoàn Minh Phú để sản xuất tôm đạt các chứng nhận quốc tế. Thường gặp trên nuôi trồng thủy sản nói chung và cái biện pháp là khắc phục, đồng thời cũng thông báo với bà con nông dân về cái xét nghiệm miễn phí khi mà có bà con chọn con giống để đạt cái chất lượng, khuyến cáo bà con nông dân kết hợp với các doanh nghiệp mà chúng ta để làm sao đạt được cái chứng nhận cái vùng tôm lúa đạt cái chứng nhận hữu cơ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, từ đầu năm đến nay diện tích sản xuất tôm lúa của tỉnh khoảng 120.000 hecta, đạt trên 110% kế hoạch, sản lượng ước trên 70.000 tấn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế, nông dân các vùng tôm trong tỉnh đẩy mạnh phát triển mô hình theo tổ hợp tác xã theo hướng an toàn sinh học, thành lập các tổ hợp tác xã gắn với liên kết doanh nghiệp,
nâng cao giá trị sản phẩm, lợi nhuận cho nông dân. Thực tế, sản xuất ngày một thuận thiên hơn với nhiều mô hình hiệu quả, hiện đại và gia tăng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là những chuyển đổi dễ nhận thấy của nền nông nghiệp trong những năm gần đây. Từ đó không chỉ góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, mà còn thuận lợi vượt qua thách thức, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường. Ba cái biến rất lớn đối với nông nghiệp Việt Nam mà nó hiện hữu rõ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là biến đổi khí hậu. Biến thứ nhất là biến đổi khí hậu. Biến thứ hai là biến động thị trường. Cái biến thứ ba nữa là biến chuyển xu thế tiêu dùng. Tôi nghĩ rằng đầu tiên là chúng ta hãy thay đổi toàn bộ cái cách tiếp cận truyền thống như chúng ta giờ. Nghĩa là chỉ duy nhất cách tiếp cận truyền thống là tạo ra nhiều sản lượng để thu nhập người nông dân cao hơn. Thực tế chứng minh các chuyên gia nó đã tới ngưỡng và bắt đầu sự đánh đổi nó càng ngày nó càng khốc liệt hơn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng các địa phương cần thay đổi tư duy, nhìn biến đổi khí hậu bằng con mắt tích cực hơn và cùng nhau tìm ra giải pháp. Việc chuyển đổi mô hình nuôi trồng không đơn thuần để đáp ứng theo nhu cầu thị trường cho thu nhập tốt hơn, mà cái chính là để sản xuất thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó thì sản xuất thuận thiên không phải là sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, mà là chủ động sản xuất thích ứng, phù hợp và bền vững theo tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.